Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Giấu kín 26 năm, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng ảnh người đàn ông đặc biệt này vào sinh nhật thứ 33. Tăng Thanh Hà được biết đến với vai trò là một người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng. Bên cạnh vóc dáng chuẩn siêu mẫu, cô còn ghi dấu bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Louis Nguyễn từ năm 2009. 3 năm sau, hai người về chung một nhà, sống hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ là Richard và Chloe. Từ sau khi kết hôn, người đẹp dường như không còn mặn mà với ánh hào quang và lui về hậu trường để hoàn toàn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Khi đã lui về phía sau hậu trường, Hà Tăng luôn kín tiếng về cuộc sống đời thường của mình. Hầu như không còn thấy sự xuất hiện của Ngọc Nữ trong làng giải trí, trừ một số sự kiện thời trang. Bất ngờ thay, trong ngày sinh nhật thứ 33 của mình, nữ diễn viên khoe ảnh ngày bé với anh trai khiến người hâm mộ thích thú. Cụ thể trên Instagram, Ngọc Nữ Hà Tăng đã đăng tải bức ảnh chụp cùng anh trai từ hồi sinh nhật 7 tuổi. Kèm theo bức ảnh là những lời ngọt ngào. Chúng ta đã rất thân thiết từ khi chúng ta còn trẻ. Cảm ơn anh đã gửi cho em bức ảnh này. Cảm ơn anh đã luôn ở đó vì em. Yêu anh rất nhiều. Bức ảnh hiếm hoi về hình ảnh lúc nhỏ của diễn viên bỗng dưng muốn khóc nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Một tài khoản bình luận rằng, sinh từ nhỏ luôn, nét nào ra nét đấy, đáng yêu quá thần tượng của tôi. Có thể thấy rằng ngay từ nhỏ, Tăng Thanh Hà đã sở hữu gương mặt xinh xắn, nữ tính và vô cùng trong trẻo. Sau 26 năm kể từ sinh nhật 7 tuổi của người đẹp, tình cảm giữa anh em cô vẫn gắn bó keo sơn, bởi vậy mới có những dòng trạng thái ngọt ngào bên bức ảnh kia. Cũng trong ngày vui này, Tăng Thanh Hà cũng khiến người hâm mộ thêm ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em cô khi đăng cả ảnh mình và anh trai trông rất thân thiết ở hiện tại. Những cậu bé, cô bé năm nào giờ đã trưởng thành nhưng tình cảm vẫn gắn bó như vậy. Khi bức ảnh xinh xắn lúc nhỏ chưa kịp hạ nhiệt, người hâm mộ còn được dịp thích thú với ảnh Hà Tăng lúc mang bầu. Từ sau khi kết hôn, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai, người đẹp hạn chế xuất hiện. Bức ảnh được tiết lộ bởi Stephanie Nguyễn, chị chồng của người đẹp. Dù đang trong giai đoạn bầu bí, nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn rất mặn mà, ít ai có thể so bì được. Trong ngày sinh nhật tuổi 33, cả Ngọc Nữ và ông xã Louis Nguyễn đều đăng tải hình ảnh thân thiết của cả hai. Điều này đã phá vỡ mọi tin đồn rạn nứt tình cảm trước đó của họ. Đặc biệt, ông xã doanh nhân còn gửi lời chúc ngọt ngào đến Ngọc Nữ. Chúc mừng sinh nhật người vợ đáng yêu của anh, thật may mắn vì có em trong đời. Tuy nhiên, bức ảnh đáng giá nhất mà Tăng Thanh Hà chịu tiết lộ hôm nay đó là bức ảnh cận mặt của cậu quý tử Richard Nguyễn. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, khuôn mặt của cậu con cả mới được Ngọc Nữ tiết lộ. Trước đó, hình ảnh của cả hai thiên thần nhà Hà Tăng, Louis hầu như đều rất kín đáo, không bao giờ lộ mặt. Sau khi đăng tải, dù chỉ được đăng trên story của Tăng Thanh Hà, nhưng bức ảnh đã thu hút sự đông đảo quan tâm của người hâm mộ. Có thể thấy cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, đôi mắt to và sống mũi thanh tú. Chắc hẳn trong tương lai, cậu bé Richard sẽ trở thành soái ca. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.